Tuổi già, 5 thói quen trường thọ, về già, phải biết để sống thọ hơn. Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh Ruby Cuộc Sống Tích Cực. Quý vị thân mến, sinh, lão, bệnh, tử, một quy luật luận bất thành văn ở trong cuộc đời mà không một ai có thể tránh khỏi. Nếu như tuổi thanh xuân bạn đã cống hiến nhiệt huyết, hết mình cho đam mê, sự nghiệp, tình yêu thì đến một giai đoạn nhất định, điều này cũng sẽ qua. Nhưng cuộc sống viên mãn và trường thọ hay không đều phụ thuộc vào khoảng thời gian khi chúng ta bước sang bên kia sườn dốc của cuộc đời, gạt bỏ đi những âu lo để tận hưởng cuộc sống quý giá với nguồn năng lượng tích cực. Với những người vừa bước qua tuổi trung niên, nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm tăng cao, vậy nên cần chú ý đến sức khỏe và có nhiều thói quen lành mạnh hơn. Với phụ nữ sau 55 tuổi, sức khỏe và chức năng thể chất sẽ suy giảm, có nhiều bệnh đi kèm như tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, viêm xương khớp và loãng xương. Nhất là trong giai đoạn mãn kinh, lượng estrogen tiết ra giảm, suy giảm nội tiết tố nữ, phụ nữ dễ gặp các vấn đề như tinh thần bất ổn, giấc ngủ kém. Cũng theo các chuyên gia y tế, sau 55 tuổi nam giới dễ bị rối loạn giấc ngủ, chán ăn, mất cơ bắp, cơ thể có những dấu hiệu lão hóa, thậm chí trầm cảm. Bên cạnh đó, nguy cơ mắc các bệnh như tiểu đường, ung thư cũng tăng cao. Bởi vậy, nên thời gian từ 55 đến 65 tuổi là một thập kỷ quan trọng, cơ thể dễ suy nhược. Nếu trong giai đoạn này có thể giữ gìn sức khỏe, có nhiều thói quen lành mạnh thì khả năng sống thọ và khỏe mạnh về già sẽ cao hơn. Vậy, những thói quen trường thọ khi về già là gì để sống thọ hơn? Mời quý vị cùng Ruby Cuộc Sống Tích Cực lắng nghe và chiêm nghiệm xem đúng không quý vị nhé. Chăm uống nước. Theo số liệu khảo sát, hơn 2.000 người sống thọ trên 100 tuổi cho thấy hơn 70% số người trường thọ được khảo sát thích uống nước, có thói quen uống nước vào buổi sáng hoặc uống trà. Thói quen này được đánh giá giúp giữ độ nhớt trong máu ở mức ổn định, dễ lưu thông hơn và đảm bảo an toàn cho sức khỏe tim mạch. Vậy nên người trung niên, cao tuổi cần tập thói quen uống nước, ngay cả khi không khát, nên uống nhiều vào ban ngày, buổi tối nên uống hạn chế để giảm số lần đi tiểu vào ban đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ. Uống trà cũng là đồ uống được nhiều người cao tuổi lựa chọn. Trà xanh dồi dào chất chống oxy hóa, có lợi cho tim mạch và nổi bật với khả năng chống viêm, cải thiện huyết áp cũng như giảm cholesterol xấu. Vận động điều độ, không làm quá sức. Việc tập thể dục quá nhiều chưa chắc đã tốt, mà thay vào đó nên vận động ở mức vừa đủ. Nhất là khi thể lực cũng như xương khớp của người cao tuổi đã yếu đi, dễ gặp chấn thương nếu vận động quá sức. Không phiền não về những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhiều người trên 100 tuổi chỉ bận tâm về những thứ mà họ có thể kiểm soát, không quá căng thẳng về những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Họ thậm chí còn chẳng lo lắng về tuổi thọ của mình. Họ đều đã tận hưởng cuộc sống của mình và hạnh phúc khi vẫn còn trên cõi đời. Thay vào đó, họ tập trung vào những gì quan trọng, chẳng hạn như kết thân với những người tốt. Họ chỉ quan tâm đến gia đình và tôn giáo và sống không hề căng thẳng. Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hầu hết mọi bộ phận trong cơ thể, chẳng hạn như gây chứng huyết áp cao, có thể làm tăng nguy cơ đau tim hoặc đột quỵ. Thích các thực phẩm từ đậu nành. Nhiều nghiên cứu cho thấy khả năng giảm cholesterol xấu của loại đậu này tốt cho tim mạch vì ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Các thực phẩm từ đậu nành còn có thể ngừa loãng xương ở người có tuổi, nhất là phụ nữ sau khi mãn kinh vì lượng canxi dồi dào. Sữa đậu nành được coi là thần dược làm chậm quá trình lão hóa, khỏe da, đẹp tóc và hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống sữa đậu nành điều độ có lợi cho nam giới trong việc ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt và các bệnh khác. Làm việc chăm chỉ, càng lâu càng tốt, giữ thái độ tích cực, cởi mở, sống lạc quan và sự bận rộn cho bản thân. Trên thực tế, sức khỏe tinh thần có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe thể chất, ảnh hưởng đến tuổi thọ. Sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống dường như giúp ích cho tuổi thọ, như đã thấy ở các vùng xanh như Sardinia, nơi mọi người thường sống đến 100 tuổi và ưu tiên gia đình hơn sự nghiệp. Mặc dù không chủ động cố gắng sống đến 100 tuổi, nhưng những người trăm tuổi vẫn luôn giữ cho bản thân bận rộn, ngay cả khi đã cao tuổi. Giữ cho cơ thể và tâm trí luôn năng động,
là chìa khóa để kéo dài tuổi thọ. Ngay cả khi họ không làm việc ở tuổi 100, họ vẫn tìm cách lấp đầy thời gian trong ngày bằng cách dành thời gian ngoài xã hội hoặc bên gia đình. Ngay cả khi không còn trong tình trạng thể chất tốt nữa, họ vẫn có cách để kích thích cho tinh thần của bản thân. Ngoài thói quen lành mạnh, thì những người sống thọ đều hội tụ 5 đặc điểm bên ngoài sau đây. 1. Sở hữu nước da hồng hào, trắng sáng. Khi một người có dấu hiệu về tuổi tác, tất cả các mô mạch trong cơ thể đều có xu hướng lão hóa, tốc độ lưu thông máu cũng chậm lại. Còn nếu bạn thấy sắc mặt của người già có xu hướng hồng hào, điều đó có nghĩa là quá trình lưu thông máu trong cơ thể họ tương đối tốt. Tất cả các mô và cơ quan nội tạng đều nhận được các chất dinh dưỡng, từ đó mà nước da sẽ hồng hào và trông trẻ hơn. 2. Tai hồng và dày. Từ góc độ này mà nói, cổ nhân có câu phúc nhưng có dái tai to dày thực ra cũng không phải là không có lý. Theo quan điểm của y học cổ truyền Trung Quốc, dái tai dày cho thấy thận khí đầy đủ và sức khỏe tốt hơn. Tuy nhiên, nếu những người cao tuổi, dái tai bỗng nhiên xuất hiện một đường lằn thì nên cảnh giác và tự kiểm tra xem gần đây bản thân có tức ngực hay đau nhức bất thường ở đâu đó trên cơ thể không, bởi theo một số nghiên cứu đã chỉ ra khi tìm thấy những đường thẳng đứng trên tai của một số người cao tuổi thường có mối quan hệ nhất định với bệnh mạch vành. 3. Răng cứng, chắc khỏe. Nếu như trước đây, đầu răng không được coi là một căn bệnh, nhưng trong những năm gần đây, các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng các vấn đề về răng miệng không chỉ liên quan đến các bệnh như cao huyết áp, bệnh tim mà còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Do vậy, chế độ ăn uống và dinh dưỡng hợp lý không thể tách rời với răng miệng. Một hàm răng chắc khỏe cũng là biểu hiện của một người có sức khỏe tốt và sẽ sống lâu. 4. Có eo thon, dáng người vừa phải. Sau khi về già, nhiều người nếu không chú ý kiểm soát chế độ ăn uống của bản thân sẽ dễ bị tích mỡ bụng, đặc biệt ở phụ nữ. Hiệp hội nghiên cứu ung thư thế giới cũng phát hiện ra rằng cứ mỗi inch chu vi vòng eo tăng lên, nguy cơ ung thư có thể tăng lên gấp 8 lần. Theo khuyến cáo về sức khỏe, vòng eo của phụ nữ không được vượt quá 80cm, của nam không được vượt quá 85cm. Đương nhiên, vòng eo hiện tại có vượt quá tiêu chuẩn cũng không phải vấn đề quá để lo ngại, không có nghĩa là không thể sống lâu hơn, mà mỗi người nên có thói quen sinh hoạt lành mạnh, duy trì được một cơ thể cân đối, khỏe mạnh. 5. Có mối quan hệ rộng, vững vàng với một tư duy tích cực. Nếu trong cuộc sống của bạn có nhiều bạn thân hoặc người thân trong gia đình lúc nào cũng cạnh bên thì bạn có thể sống lâu hơn. Bởi việc xây dựng tính tích cực và luôn lạc quan trong mọi hoàn cảnh là điều tối quan trọng đối với sức khỏe tinh thần và thể chất. Bất kể điều gì xảy ra, hãy luôn nhớ rằng miễn là bạn không gục ngã thì sau cơn mưa trời lại sáng. Người lớn tuổi có lợi thế nếu béo hơn một chút. Điều này có nghĩa là đối với những người lớn tuổi không mắc bệnh lý nào, béo phì nhẹ có thể không phải là vấn đề. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta lúc nào cũng cần phải giữ cơ thể mập mạp. Quan trọng hơn hết là hãy cố gắng giữ một chế độ ăn phù hợp, bê và điều chỉnh đủ các chất dinh dưỡng nạp vào cơ thể. Giữ các thói quen lành mạnh như tập thể dục, ngủ đủ giấc, uống đủ nước sẽ khiến cơ thể bạn luôn tràn trề năng lượng và khỏe mạnh. Người lớn tuổi cân nặng bao nhiêu là phù hợp? Ở mỗi lứa tuổi hay giai đoạn của cuộc đời, việc quản lý cân nặng đều có sự khác nhau. Điều này cũng sẽ hưởng trực tiếp tới sức khỏe và tuổi thọ của bạn. Vậy nên việc béo quá hay gầy quá đều sẽ mang lại những tác động không tốt cho cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy thừa cân và béo phì sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, tiểu đường, ung thư vú ở phụ nữ sau thời kỳ tiền mãn kinh và huyết áp cao ở trẻ em. Ngược lại, việc thiếu cân và quá gầy có thể làm suy yếu sức đề kháng của cơ thể đối với bệnh tật và chấn thương. Đồng thời, việc thiếu cân còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh và tử vong sớm. Vậy cân nặng bao nhiêu là phù hợp? Hiện nay, thước đo được sử dụng phổ biến nhất để đánh giá cân nặng là chỉ số khối cơ thể BMI. Công thức tính chỉ số BMI là BMI bằng cân nặng, đơn vị kg chia cho chiều cao nhân với chiều cao, đơn vị mét. Theo chỉ số này, việc phân loại cân nặng sẽ có các mức như sau. Người gầy BMI nhỏ hơn 18,5.
bình thường 18,5 nhỏ hơn BMI nhỏ hơn 24,0. Thừa cân 24,0 nhỏ hơn BMI nhỏ hơn 28,0. Béo phì BMI 28,0. Hãy thử tính toán chỉ số BMI của riêng bạn và điều chỉnh nó theo tiêu chuẩn. Điều này sẽ giúp chúng ta sống một cuộc sống khỏe mạnh hơn. Vậy thì làm thế nào để giữ cân nặng sau 50 tuổi? Việc duy trì cân nặng ổn định trở nên đặc biệt quan trọng khi tuổi tác tăng lên. Càng già đi, việc thay đổi hình dáng cơ thể của bạn trở nên khó khăn hơn. Nếu bạn cảm thấy cân nặng của mình chưa đạt chuẩn, bạn nên bắt đầu điều chỉnh ở độ tuổi 40 hoặc 50. Đừng đợi đến khi già mới tính đến việc duy trì vóc dáng của mình. Có rất nhiều phương pháp lành mạnh để giúp cân nặng của bạn ở mức trung bình. Trước tiên, hãy rèn cho mình một chế độ ăn lành mạnh. Ăn nhiều thịt không tốt cho sức khỏe, nhưng ăn đồ chay hoàn toàn như rau củ không cũng chưa đủ. Tỷ lệ ăn thịt, cá và rau củ phải hợp lý, cân bằng. Việc bổ sung vừa phải các chất đạm sẽ có lợi cho việc bổ sung canxi và tăng cường cơ bắp. Kết hợp cùng ăn uống chính là chế độ tập luyện. Tập thể dục là chìa khóa để giữ dáng và phù hợp với mọi lứa tuổi. Tập luyện đúng cách không chỉ giúp xương và cơ chắc khỏe, cải thiện thể lực mà còn giúp duy trì vóc dáng bằng cách đốt cháy calo. Cuối cùng là theo dõi cân nặng thường xuyên. Mỗi tuần, bạn hãy cố gắng theo dõi và ghi lại cân nặng của mình. Điều này để đảm bảo mọi nguyên tắc và hoạt động bạn làm đều đang có tác dụng. Theo dõi cân nặng không chỉ giúp bạn duy trì được một sức khỏe dẻo dai mà còn làm tuổi thọ ngày một tăng lên. Càng có tuổi, con người ta càng muốn tìm thấy bình yên trong cuộc sống của mình. Giai đoạn này, nhiều người quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe, yêu thương người thân, vun vén cho cuộc sống trở nên viên mãn. Khi một người ngoài 60 tuổi mà họ có được những điều này, chứng tỏ cuộc sống vô cùng hạnh phúc, tận hưởng phúc dày. Ba nên học cách làm hài lòng chính mình là một trong những điều cần thiết bạn nên thực hiện. Càng nhiều tuổi, chúng ta càng muốn tìm tới cảm giác bình yên trong tâm hồn. Và để có được điều đó, chúng ta cần thấy hài lòng với cuộc sống, với chính mình. Khi biết đâu là đủ, mỗi người sẽ trân trọng những gì mình đang có. Họ nhìn vào những giá trị đang hiện hữu và cảm thấy tự hào về thứ mình đạt được thay vì tự trách cứ, thất vọng về bản thân. Điều nên làm tiếp theo đối với những người ngoài 60 tuổi là đối xử thật tốt với người bạn đời của mình. Càng có tuổi, con người sẽ càng nhận ra vai trò quan trọng của người bạn đời. Đây không chỉ là người chăm sóc bạn lúc về già mà còn đồng hành cùng bạn trong mọi khoảnh khắc. Khi có người vợ hoặc chồng tốt, chúng ta sẽ không bao giờ phải sống trong cô đơn. Bước qua tuổi 60, chúng ta cũng không còn quá nhiều thời gian để ở cạnh vợ hoặc chồng mình. Bởi vậy, bạn nên trân trọng từng phút giây êm đềm thời điểm hiện tại. Ở ngưỡng tuổi này, chúng ta cũng nên làm nhiều việc thiện để tích đức cho bản thân mình và con cháu. Mỗi người nên sống với lòng nhân hậu, vị tha, sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Khi bạn tích đức, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này nhẹ nhàng, ý nghĩa và tốt đẹp hơn. Trong thời đại nào, tình cảm thiêng liêng giữa người với người cũng là điều đáng trân quý và lan tỏa nhất. Ba không nên. Bên cạnh ba điều trên, người từ ngoài 60 tuổi cũng nên tránh ba điều để đảm bảo cuộc sống yên ổn. Không tiết lộ tình hình tài chính và chuyện gia đình cho quá nhiều người là lưu ý quan trọng mà mỗi người cần chú ý. Nhiều người đã tự vướng vào rắc rối khi tiết lộ tiền tiết kiệm, tiền lương hưu với người ngoài. Họ cũng dễ trở thành tâm điểm của sự bàn tán khi để lộ những câu chuyện gia đình cho người ngoài biết. Vì vậy, đây là bài học quan trọng mà mỗi người cần lưu ý để tránh mang họa vào thân. Khi đã có tuổi, mỗi người cũng không nên lãng phí năng lượng, tâm huyết của mình vào những việc không đáng. Ở tuổi ngoài 60, chúng ta nên tập trung chăm sóc bản thân, quan tâm gia đình, thay vì cứ lo toan chuyện bao đồng, không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Rất có thể khi bạn dính líu tới những câu chuyện bao đồng, bạn còn tự làm mình mệt mỏi, gặp tai họa. Thêm một điều, người lớn tuổi không nên làm để có phúc đức đầy nhà, sống trong yên ổn chính là không chiều chuộng ham muốn của bản thân. Bạn cần có sự kỷ luật nhất định với chính mình trong giai đoạn này để không bị kẻ xấu lợi dụng và hãm hại. Bạn có thể theo đuổi những thú vui riêng, nhưng phải đảm bảo đó là thú vui, lành mạnh. Bạn cũng cần tỉnh táo để lường trước
những cạm bẫy trong cuộc sống và không để chính mình sa ngã. Người có tuổi cần ưu tiên chăm sóc, yêu thương bản thân mình để có thể sống một đời đáng sống, luôn cảm thấy hạnh phúc, bình yên. Khi chúng ta đã nếm trải những thăng trầm của cuộc đời, vượt qua đủ sắc thái của tháng năm, chúng ta sẽ hiểu điều gì là quan trọng nhất với mình. Muốn có được quãng thời gian tuổi già hạnh phúc, bên cạnh việc sở hữu nền tảng tài chính và cơ thể khỏe mạnh, bạn phải thực sự lưu tâm tới ba thứ sau đây. Bao giờ có đủ mới được coi là trọn vẹn. Tư duy lạc quan và cởi mở. Có một câu nói rằng, đường trơn thì đi bình tĩnh, gặp chông gai thì từng bước vượt qua. Hãy giữ một thái độ lạc quan và tích cực trong mọi việc thì những khó khăn đó sẽ dễ dàng được giải quyết. Bạn đối xử với cuộc đời như thế nào, cuộc đời sẽ thưởng cho bạn như thế đấy. Không có ai vừa sinh ra đã sở hữu một tâm thế tốt đẹp, vững vàng lạc quan, bền chắc trước mọi gian khó. Cho dù những khó khăn trong cuộc sống ảnh hưởng đến tình cảm, nhưng có thể dễ dàng xử lý, sắp xếp lại tâm trí cũng là một loại năng lực. Trong cuộc sống, khó tránh khỏi những giây phút khó khăn vấp váp, những điều hối hận không thể thay đổi được. Thay vì nuông chiều cảm xúc và hành hạ bản thân, tốt hơn hết là hãy buông bỏ chấp niệm, không tốn thời gian vào những việc vô nghĩa. Đặc biệt là khi con người đến tuổi già, rất dễ trở nên lo lắng và đa nghi, ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Nếu bạn không học được cách buông bỏ sầu lo, bạn sẽ thấy rằng thế giới này tràn ngập nỗi đau. Ngược lại, người sở hữu một tư duy lạc quan sẽ thấy rằng những điều từng khiến bạn chán nản giờ đây bỗng trở nên bình thường. Nghỉ ngơi tốt. Đối với những người trẻ, ăn uống và nghỉ ngơi là chuyện bình thường trong cuộc sống, nhưng khi lớn lên, lao vào guồng quay công việc, bận rộn không ngừng, họ thấy rằng việc nghỉ ngơi đầy đủ đã trở thành một điều xa xỉ. Tới tuổi trung niên, sức khỏe bị vắt kiệt nên các dấu hiệu mệt mỏi, rối loạn giấc ngủ lại càng trở nên phổ biến. Thực tế cũng cho thấy rằng có khoảng hơn một nửa người cao tuổi thường xuyên bị mất ngủ. Đây là tình trạng rối loạn giấc ngủ, ngủ không đủ giấc hoặc bị tỉnh dậy giữa đêm. Nguyên nhân có thể đến từ sự thay đổi về thể chất, tinh thần cũng như bệnh tật. Do đó, với những người còn sở hữu một giấc ngủ trọn vẹn, chất lượng cao, đó chính là món quà quý giá đối với sức khỏe. Giấc ngủ ngon có thể chữa lành một người về thể chất, cảm xúc và cả tinh thần. Sức khỏe tốt, cảm xúc ổn định và tràn đầy năng lượng là niềm hạnh phúc lớn nhất. Gia đình hòa thuận. Khi con người già đi, sự cô đơn cũng tăng lên. Môi trường đơn giản xung quanh khó có thể lấp đầy sự trống rỗng bên trong. Ở thời điểm đó, khoảng thời gian có thể bầu bạn với con cháu trong gia đình trở thành liều thuốc chữa lành, hữu hiệu nhất. Có những người sở hữu địa vị cao, tài phú hơn người, nhưng gia đình phân tán, con cháu không hiếu thảo, thì họ khó có thể cảm thấy hạnh phúc ở tuổi xế chiều. Còn nếu gia phong hòa thuận, thì dù họ chỉ có đủ cơm ăn áo mặc hàng ngày, cuộc sống cũng luôn tràn ngập hạnh phúc. Vì vậy, một gia đình có những người con hiếu thảo thì mới có thể phát triển hài hòa lâu dài. Được bao bọc bởi tình yêu thương, sự quan tâm và chăm sóc, người già sẽ duy trì bản tính cởi mở và vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc trong những năm cuối đời. Tiền tài hay vật chất đều là mục tiêu của con người lúc tuổi trẻ. Khi về già, người ta mới nhận ra rằng mọi thứ bên ngoài đều là bề ngoài. Chỉ có một cuộc sống hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Bên cạnh yếu tố sức khỏe, việc sở hữu một thái độ sống lạc quan, cởi mở, ngủ ngon giấc, con cháu hiếu thảo, gia đình hòa thuận, chính là những mong muốn không thể bỏ qua của hầu hết người trung niên. Khi tinh thần, thể chất và tâm hồn đều được thỏa mãn, thì cuộc sống tự khắc sẽ đầy đủ và thoải mái. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe những chia sẻ cùng kênh Ruby Cuộc Sống Tích Cực. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những video sau.